Em Đức xin kính chào các bác quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Đức Tôi Yêu Việt Nam Thì ngày hôm nay em Đức mời các bác tham quan vườn hoa hồng cổ Sapa dạng chi nhỡ Các cái dòng hoa cực kỳ đẹp, cực kỳ là nhiều hoa nhiều lụ à, Bây giờ thì cũng đã là 12 giờ trưa rồi Đấy, Thế là cái sắc hoa của cây có thể rằng là nó cũng đã xuống một chút Em Đức cũng có ra vườn từ sáng cơ Thế nhưng mà sáng nay thì bận gửi ảnh rồi là báo giá hàng rồi là tìm xe dành để chuyển cây dành cho các bác quý chị các bạn ấy Thế nên là bây giờ mới có một chút thời gian rảnh Thế là đi quay cái vườn hoa hồng cổ Sapa dạng chi nhỡ Đang hoa lụi cực kỳ nhiều như vậy để quay cho các bác tham quan nhé Thì vườn của em Đức thì cách trung tâm Hà nội là 30 km Cách Eco Park là 3 km Cách Ocean Park 2 và Ocean Park 3 là 7 km Đó, đang hiện tại thì em Đức đang ở làng hoa Xuân Quang và Phụng Công, để các bác cứ về hai làng Hoa Xuân Quan, Hưng Yên hoặc là Phụng Công, Văn Giang Hưng Yên thì cứ alo cho em Đức là em Đức có thể ra đón các bác quý chị các bạn à, để các bác có thể tham quan. Nếu mà các bác muốn tới vườn thì à, nếu mà được thì à, mong rằng các bác sẽ gọi gọi điện trước cho em Đức một chút, đấy, để em Đức có thể sắp xếp thời gian để đón được các bác à, hơn, à, tránh tình trạng là các bác đến đột xuất đấy, thành ra rằng là em Đức lại đi giao hàng hoặc là không có nhà, à, các bác đến <laughs> thành ra nó lại mất thời gian. Luôn. Đấy, tốn công của các bác ra Đấy, còn đâu cứ cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật Nếu các bác nào đang muốn tìm một địa điểm để thỏa hồn vào không gian thiên nhiên rồi là đến được thỏa mãn niềm đam mê về hoa hồng Đấy, được đến các khu vườn hoa hồng cực kỳ đẹp và rực rỡ thì có thể tới thăm các cái vườn hồng bên vườn Găm Đức nhé. Đấy, bên vườn Găm Đức thì có rất nhiều các cái tạng nào là cổ huế này, bạch xếp này, đào cổ này, quế son, cổ nhung, hồng neo, của hải phòng và các cái dòng hồng cổ Sapa nữa. Đấy, đây là các cái dòng cây Sapa này. Đấy, các quý chị, các bác có thể thấy ngay này. Đấy, hoa rất đẹp nhé Đấy, 12 giờ trưa rồi nên là cái form hoa có thể rằng là nó bắt đầu nó rủ rủ xuống rồi. Đấy, nhiệt độ bây giờ cũng hơi nắng, Đấy, Chứ còn tầm lúc sáng. Nhé. Đấy, lúc sáng em đức ra vườn này lại bông nó ngẩng hết cả đờ, ngẩn hết cả lên cơ nó ngẩng ngẩng cao lên đấy. nhìn nó đẹp lắm và nhìn toàn hoa là hoa thôi đấy, tầm này thì bắt đầu là bông nó to dần lên rồi bông nó to thì nó nở bắt đầu to ra xong là nó nặng bông rồi nó chịu nó chịu cảnh xuống rồi đấy, sáng ngày ra này nở đẹp cực kỳ và rất là thơm cho các bác quý anh chị bạn nhé hoa rất đẹp, đây là các dòng này chi nhỡ Các dòng này thì có độ tuổi nó rơi tầm 2 năm Đấy cao cây trung bình nó rơi tầm một mét m, tán rơi tầm từ 1 m cho đến một mét m. Thoát thân là từ 60, đấy, 50, 50 cho tới 70. Đấy, 50 cho tới 70. Đấy. Ừ, còn trung trung thì nó là 60. Đấy vanh gốc của cây nó là 8 cho tới 9 nha các bác quý anh chị bạn. Đấy cây cực kỳ đẹp, cảnh tàn nào sum. À dòng này thì nó là dòng nguyên bản nha các bác nhé Tất cả các dòng bên vườn của Đức tôi Tokyo Việt Nam đây. Đấy đều là dòng nguyên bản các bác ạ. Đấy đều là dòng nguyên bản. Đấy hôm trước thì em có đi giao lưu các cái cây này cây sapa này với một anh dai ở trên bắc linh anh dai anh giai có bảo rằng là à, cây cây um cây này chắc cây ghép thì thực ra là cũng hơi buồn một chút, <laughs> bởi vì là cây nó là cây nguyên bản các bạn đấy, anh chị em có thể thấy ngay là cái cây nguyên bản này, đấy, cây, cây nguyên bản nó, nó lây nó lây từ gốc này lên, này. Đấy, lây từ gốc này lên, này. rất là đều luôn này, rất là đều nó chia tay cành nhánh ra này, đấy, nó không thể nào mà có các các cái vết ghép ở đây được nhá, các vết ghép ở đây nhá, nếu mà tầm xuân thì nó không thể nào to to được nhanh như này, các bác ạ, à, tầm xuân nó ít ít nhanh to này lắm và nó làm thoát thân này, làm thoát thân cũng được. Thế nhưng mà to to lây đều như thế thì không có đâu, ít các bạn không nhiều đâu. Đấy, mà các cái dòng hồng cổ Sapa này thường là đều là các cái cành chiết ra ấy. Đấy, không việc gì mà mà phải làm hàng ghép là nó vừa mất công và mất thời gian. Đấy, đây là các cái cành chiết đây này. Như những cái cành cao ngổng đây này, đấy cao ngổng đấy, đại cao này, đấy. cao này. xong là đợi nó già đi xong mình chiết ở gốc này thì có phải là tự nhiên lại được một cái cây thoát thân rơi tầm năm 60 rồi không? Đấy, không việc gì mà phải làm mà làm làm hàng ghép các bạn, vừa mất thời gian và À, nó lại còn à, là hàng 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 được gọi là hàng ghép nữa. đấy thường thì các cái cây à, bên vườn nước đều là hàng nguyên bản cả nha các bác nhé các cái dòng này thì à, năm đầu tiên năm đầu tiên thì là sau khi chiết cành xong thì cho ra đất nhé cho ra đất trồng để để cho nó nhanh to to tán sang bắt đầu sang năm thứ hai thì sẽ cho lên bầu bịch Đấy cho lên bầu bịch Đấy để à, vận chuyển cho nó dễ cái thứ hai là đi cây nó đỡ bị hao hụt Đấy, các cái cây dạng đất thì vận chuyển cũng được không vấn đề gì cả thế nhưng mà khi mà dù sao thì nó cũng trột đấy nó trột đấy, còn các cây dạng bầu bịch thì nó có trột hay không thì xin thưa là cũng có đấy nhưng mà tỷ lệ nó thấp thôi nó, nó không cao nó chỉ được uh, nó không nó nó không cao như là dạng dạng đất dạng đất thì trột 100% nhưng mà các cái cây dạng bịch thì trột uh, tỷ lệ trột nó thấp hơn nha anh chị em nhá. Đấy, cây này cực kỳ là nhiều hoa nhiều lụ luôn dòng này thì em đức thấy nó nó là dòng bông đơn Đấy, dòng bông đơn đây này nó cứ ra bông một bông một này. Đấy, bông một bông một này. Đấy. còn các dòng dạng như cổ huế và bạch xếp ấy, thì nó là dòng dạng chùm với đào cổ dòng dạng chùm nó nó chỉ có dạng chùm thì bông nó bé hơn Đấy, các cái dòng hoa hồng mà em đức cảm nhận là các cái dòng hoa đơn ấy. Đấy, các cái dòng hoa đơn thì bông nó nó to bông nó to hơn còn các cái cây dạng chùm ấy, thì bông nó nhỏ đây là như những cây hồng cổ huế này cổ huế dạng chùm đây này đấy, cổ huế dạng chùm đấy, nó nhỏ lắm đây này. nó nhỏ hơn các cái cây bông 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 uh, sapa rất là nhiều nhé đấy. những những cây uh, những cây sapa này mà nó lở kịch kim vào đúng mùa nó à, nó phải to gấp đôi cây cây cổ huế này đấy. đây này. các cái cây vườn hồng uh, sapa chi nhỡ bên vườn của đức này còn rất nhiều nhé các bác nhé rất nhiều luôn Đằng dưới cái nữa nó rơi tầm khoảng độ đâu đó 500 cây 500 cây đấy, Hồng cổ Sapa Rất đẹp cành tán lá sum hoa quanh năm bốn mùa luôn anh chị em nhé. dòng này thì vào mùa một cái nhìn nó khác hẳn ngay nhỉ nhìn nó khác hẳn ngay bông này. bông bông nó ra bông luôn cây nó ra cây cực kỳ đẹp đấy, bên ảnh thế này đấy. sapa đấy dòng là dòng này này Úi chồng lên lụ lên mầm đấy. Bảo sao các cái dòng Sapa này được rất nhiều các bác yêu quý các dòng Sapa này thì đây các bác có thể thấy ngay này, cái dòng sapa là một trong các cái dòng cây mà, à, hoa nó to đấy, sắc nó đẹp đấy, hoa nó to sắc nó đẹp nó 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 được gọi là gì nó nó đánh đánh lừa cái cảm xúc <laughs> em đức gọi là đánh lừa cảm xúc rất cao anh lừa đánh lừa đánh lừa cái cảm xúc nó rất là cao luôn Đấy, đánh lừa cảm xúc nó rất là cao luôn bên kia đó kìa Đấy. các bác nào mà cứ nhìn thấy hoa hoa hồng của sapa một cái là thích ngay đây, các bác nhìn đây này này, hoa nó cực kỳ nhiều, to đẹp, đánh nửa cảm xúc. <laughs> có nhiều em đức thấy là có nhiều fan hâm mộ bậc nhất Việt Nam đấy. hầu hết các bác nào mà thích trồng hoa hồng cũng cũng đã từng trồng hoa hồng của Sapa rồi. sớm hay muộn là cũng đã 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 từng trồng rồi. đấy. nhưng mà cái chính là nó có trồng, nó có thành công hay không thôi. đấy. hay là nó bên này bị ngọm <laughs> Nhưng mà thường thì các bác ai đã trồng hoa hồng rồi là phải trồng hoa hồng của Sapa rồi Đấy, Bởi vì nó cái sắc hoa rất là đẹp, bông rất là to Đấy, Đánh nửa cảm xúc này cực kỳ cao Đấy, Bên này những bông Cây này, cây này nó lở Cực kỳ đẹp, Đấy, tít từ dưới kia Đấy, Bên vườn đúc tít từ dưới kia, đầu trên kia. chạy tít ở đây Đấy, này, chạy tít sang bên này nữa này. Đấy. Nó, nhiều lắm, rực rỡ lắm Còn đây là các cái dòng mà cổ Huế dạng bụi thôi Đấy, dạng bụi chi nhỡ ấy, bụi nhỏ đấy. đấy các cái dòng dạng bụi nhỏ đấy, đấy các bác nào mà uh, có ban công sân thượng thì trồng cổ huế cũng được cho em nhé à các dòng này nói luôn cũng dòng nguyên bản hết đấy ban công sân thượng à, cũng uh, trồng các dòng này được à, các dòng này cứ 280 một cây là bao ship nhé hai một cây bao ship toàn quốc luôn bao ship toàn quốc luôn các dòng dạng bầu bịch cây nó khỏe mấy hôm nữa thì bên này ngày mai ngày kia thôi chứ còn thì mấy hôm nữa ngày mai ngày kia thôi thì bên này nó cũng đã vườn chỗ này kìa, kìa mấy cây cây kìa, kìa mấy cây cây bên kia nó đang hoa lũ lở dập trời luôn mấy cây bên này, này hoa lũ lở dập trời luôn còn cây cây này thì nó đợt đợt, đợt nụt vừa rồi nó bị đổ nên là nhìn nhìn nó mới xuống cành này thôi đấy, còn cây bên kia đấy, cây bên kia uh, cây bên kia hoa dập dập trời luôn hoa dập trời luôn đó rồi thì video này em Đức cũng xin kết thúc tại đây. À, cảm ơn các bác quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ em Đức trong thời gian qua. À, còn các bác nào mà thích các dòng hoa hồng cổ Sapa này, các dòng hồng đào cổ này, đấy, cổ Huế, Quế Son, Bạch Xếp, Cổ Nhung, Hồng Neo Cổ Hải Phòng thì có thể liên hệ với em Đức ở phần đầu kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mấy em nữa ở đây nhiều lắm. Còn bên kia là vườn hồng đào cổ cũng đang lỏ nữa kìa. Lúc nào thì em Đức sang bên đấy thì làm video về hồng đào cổ riêng nhé các bác còn bên này thì đang là Sapa thì thôi mình cứ chơi Sapa đi ạ